Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và Nhạc Lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, nửa thế kỷ qua là một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử miền Nam Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975, trong chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam lần này, VATV xin kính mời quý vị theo dõi câu chuyện miền Nam qua ký ức của một người đã sinh trưởng và sống trọn vẹn ở gần như tất cả những điểm xoáy mãnh liệt nhất suốt quãng thời gian đó. Ký giả Vũ Thanh Thủy là một ký giả chiến trường kể từ năm 1970 và là một trong số ít ký giả chiến trường được trao tặng Huy chương Sao Bạc vì lòng dũng cảm vào năm 1971. Vào giờ phút chót khi miền Nam Việt Nam sắp rơi vào tay Cộng sản, tuy cả gia đình đều rời Việt Nam, Vũ Thanh Thủy đã quyết định ở lại cùng với chồng là ký giả Dương Phục. Sau năm 1975, trong hoàn cảnh khó khăn, vừa phải một thân một mình nuôi đứa con đầu lòng, vừa phải tất tả lo kiếm ăn, thăm nuôi chồng trong trại tù Cộng sản, nương tựa vào những người bạn cùng hoàn cảnh, Vũ Thanh Thủy đã dần dần tìm đến trại tù Cộng sản để giúp chồng vượt ngục. Kế hoạch bị thất bại. Trong những ngày tù Cộng sản, bà đã bị lên án là nhân viên của CIA gài lại để giúp cho tất cả các tù nhân trong tù vượt ngục. Khi được tha, bà đã cùng chồng trốn tránh trong 2 năm trước khi vượt thoát. Đại nạn không chỉ ngừng tại đó. Trên đường vượt biển cùng với chồng, tàu của bà đã bị cướp biển Thái Lan bắt giữ 21 ngày trên một hòn đảo hoang ở vịnh Thái Lan. Sau khi thoát nạn, Vũ Thanh Thủy đã cùng chồng là ký giả Dương Phục đã đưa những câu chuyện về các thuyền nhân ra thế giới. Câu chuyện của họ thu hút được sự chú ý của quốc tế khi cả hai gia nhập ủy ban SOS Thuyền Nhân. Một nỗ lực nhằm giải cứu hàng ngàn thuyền nhân đang lên đên trên Biển Đông trong các thập niên năm 1980 và năm 1990. Những đóng góp nỗ lực giải cứu thuyền nhân của hai ký giả Vũ Thanh Thủy và Dương Phục đã khiến cho cả hai được vinh danh qua nhiều bài viết nổi bật trên các tờ báo lớn như Time, Elle, Miss Magazine, USA Today, New York Times, Los Angeles Times và các chương trình truyền hình như 2020 của ABC, Night Watch của CBS và Sonya Live của CNN. Cả hai cũng được trao tặng rất nhiều giải thưởng của Hoa Kỳ và quốc tế. Tái định cư ở Mỹ năm 1980, Vũ Thanh Thủy quay trở lại với nghề báo, làm việc với tờ San Diego Union Tribune suốt 12 năm trước khi chuyển tới Houston. Ở Houston, Vũ Thanh Thủy cùng với chồng là ký giả Dương Phục sáng lập đài radio Sài Gòn Houston KREH 900 AM vào năm 1999, nhằm kết nối, đoàn kết và nâng cao tiếng nói của cộng đồng người Việt tại Houston. Sự quyết tâm của cả hai đã biến một nhóm làm tin chỉ có 5 nhân viên thành một đài phát thanh có 35 nhân viên và 70 thành viên đóng góp, đưa Radio Sài Gòn Houston 900 AM trở thành đài phát thanh hàng đầu của người Á Châu tại Texas. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 1 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy qua những câu chuyện và suy nghĩ của bà về những ngày mới lớn, những năm tháng làm ký giả chiến trường, cuộc sống sau năm 1975 và những ngày sau đó do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Phan Lê Dũng xin kính chào quý khán giả và xin kính chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, xin chào anh Phan Lê Dũng và chào quý khán thính giả. Vâng, thưa chị, hôm nay là gần được 50 năm. Mà 50 năm là một quãng thời gian dài đối với người, đời người mà đối với lịch sử nữa. Thành ra thường thường người ta đi một chặng đường dài thì người ta nhìn lại người ta đi như thế nào. Thành ra hỏi chị như trong một người Việt Nam
mà đặc biệt là một người phụ nữ, và đặc biệt hơn nữa là một người phóng viên. Tức là cái nhìn của chị là cái nhìn rất rộng, từ gia đình cho đến xã hội Việt Nam trước và sau và trong ngày tị nạn. Thì cuộc hành trình nào nó cũng bắt đầu từ một điểm. Thì xin chị lùi lại vào cái điểm mà chị bắt đầu có nhận thức. Dạ, thật ra thì nhận thức thì khi bắt đầu bước chân vào cái ngành báo chí thì mới có cái nhận thức về, về cuộc chiến Việt Nam cũng như về đất nước Việt Nam. Vâng. Thì trước đây thì ông cụ tôi không ở trong quân đội. Vâng. Cho nên cũng giữ kín, bảo vệ con cái kỹ lắm, không biết gì về chiến tranh. Ừ. Cho đến Tết Mậu Thân là lần đầu tiên mới biết về đến chiến tranh Việt Nam. Cho nên chỉ có đi học rồi thì lớn lên thì con gái trong cái thời điểm đó thì chỉ lo đi học hành thôi. Nhưng mà đến khi bắt đầu có cái vụ Tết Mậu Thân xảy ra thì tôi bắt đầu tò mò tại sao lại như vậy. Rồi cái sau đó lại có dịp tình cờ bước vào làng báo chí đi tham dự cái buổi họp báo khi mà họ một năm sau Tết Mậu Thân họ khai quật được cái mộ chôn tập thể đó. Mình nhìn thấy những người bị thảm sát như vậy, mới nói trời ơi, tại sao người Việt Nam mình lại giết lẫn nhau. Cho nên nổi lên cái óc tò mò muốn tìm hiểu. Và từ đó thì mới tìm hiểu về cuộc chiến, tìm hiểu về đất nước, rồi mới ý thức được cái môi trường sống chung quanh mình. Vâng. Chứ trước chị cái đó là chị đang nói về cuộc chiến, tức là một cái lớn hơn. Ý tôi muốn hỏi là khi mà chị, cái nhận thức của chị đối với lại gia đình chẳng hạn, hay là đối với làng xã, hay là đối với làng xóm, thì cái mình nhìn thấy vị trí của mình, con người đó lúc đó, chị chỉ là một đứa bé gái thôi, thì cái nhìn của chị như thế nào, ông cụ bảo bọc chị như thế nào, gia đình khung cảnh của chị như thế nào? Dạ, gia đình thì sống tôi được bảo bọc cũng khá là kỹ, sống rất là êm đềm, đầy đủ mọi thứ, thành ra cũng không có cái ý thức nhiều về cái xã hội chung quanh mình. Vâng. Cho đến lúc phải nhận là sau cái cuộc chiến Việt Nam, lúc rồi mới bắt đầu nhìn qua những người hàng xóm, mới nhìn thấy những cái, rồi tìm hiểu nhiều hơn về quê hương đất nước. Chứ trước đây thì nhất là lại đi học, thứ nhất là phải tại đi học trường Pháp, thành ra mình cũng ngay cả lịch sử Việt Nam mình cũng mù mờ lắm, không có học được học về lịch sử Việt Nam. Đã. Mặc dù có thi nhảy tư tài hồi đó học trò trung học chương trình Pháp đó, thì đến năm mà sơ gồm tức là năm đệ tam á, là nhảy hay thi tư tài Việt Nam, rủ nhau đi thi chơi cho vui vậy thôi, là đánh cá với nhau, đứa nào đậu đứa nào thua thôi, thì lại đậu, thế là lại nhảy qua thì có học một tí xíu, đi học 3 tháng cấp tốc của giáo sư Lữ Hồ để mà luyện thi tú tài, thì chỉ có được học lịch sử, học về văn chương Việt Nam, thành ra mới thấy thú vị quá. Đó, thì có từ một đó cái, có một cái, có một cái khía cạnh khác, tức là chị học trường Tây, không phải ai cũng học trường Tây. Thì bây giờ chị nói là trong cái khung cảnh trường Tây, giáo sư là người Tây. Giáo sư cũng có người Tây, cũng có người Việt Nam. Có những giáo sư chính thì là người Tây, nhưng mà thí dụ như giáo sư toán của chúng tôi thì lại là nhạc sĩ Lê Thương. Vâng. Là lại dạy toán. Chị có cái sự gọi là mâu thuẫn gì không, khi mà mình bước vô mình có cảm thấy chẳng hạn như là bên ngoài nói tiếng Việt mà mình vào trường Pháp, tức là cái đối với chị nó là tự nhiên? Dạ, chị có lẽ tại vì học từ nhỏ thành ra thấy nó là cái điều rất là tự nhiên. Về nhà thì chuyển con nói tiếng Việt, rồi vào trường thì một cái là thành ra học toàn văn chương, lịch sử, địa lý của nước Pháp, không có học về nhiều về Việt Nam. Mà nó ảnh hưởng chị sâu không, tất cả những cái mà chị học về? Dạ, khá sâu về cái tinh thần cởi mở phóng khoáng của Tây phương. Cũng như là về cái sự bình đẳng của con người, nhất là của phái tính của người Tây phương so với người Việt Nam. Cho nên đó là cái điều mà cho tới sau này tôi vẫn thấy đó cũng là một cái, đôi khi cái khác, nó là một cái sự khác biệt văn hóa. Khá nhiều chứ. Vâng, khá nhiều. Vâng. Khá nhiều lắm á. Về cái sự văn hóa khác biệt. Nhưng mà được cái là tại cha mẹ đều là nhà giáo. Thành ra mặc dù cha tôi cũng là học chương trình Pháp từ nhỏ, học Anbesau, rồi sau đó đi dạy làm giáo sư Pháp văn, Anh văn, giáo sư Latin. Nhưng mà dạy ở trường trung học Hồ Ngọc Cẩn. Thành ra cũng vẫn theo cái văn hóa Việt Nam, mặc dù tinh thần rất là Tây phương, nhưng mà vẫn giữ những cái tập tục, những cái sự lễ giáo của Việt Nam rất là kỹ. Nhưng mà cha tôi thì rất là phóng khoáng, cha tôi bảo đừng có để một cái gì cản trở mình, và mình sẽ coi sống phải có ý thức công dân rất là rõ. Cái thời gian đó thế thì khi mà bên Pháp thì chương trình Pháp thì không có cái vụ mà công dân giáo dục. Ở trên bên chương trình Việt thì tôi nghe có, nhưng mà cũng chỉ có tới một cái
năm nào đó thôi, sau này thì hình như không 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 có còn nữa. Nhưng mà cái điều từ nhỏ thì cha tôi vẫn dạy rất kỹ cái đó, nói là mình là con dân Việt Nam, mình mắc nợ đất nước mình, rất là kỹ về cái điều đó. Nếu mà sống mà không hữu ích cho xã hội, cho người khác thì chỉ là túi áo giá cơm thôi. Thành ra từ nhỏ không biết, không có học về văn chương Việt Nam, nhưng mà biết những cái ca dao tục ngữ Việt Nam rất là nhiều. Vâng. Qua những cái đó không có phải là phường giã áo túi cơm, không có thả làm công người dân thường, thành viên của một xã hội mạnh mẽ hơn là làm lãnh đạo, lãnh tụ của một xã hội yếu kém. Vâng. Thì cha tôi từ nhỏ là nhồi nhét cái khi mà chị nói chuyện với ông bà cụ như vậy thì nó nói tiếng Việt hết chứ đâu có phải là. Dạ vâng. Dạ, ở nhà thì toàn nói tiếng Việt ạ. Còn trong nhà sống trong... chung với ông bà nội, rồi lại sống chung với bà ngoại, cả bên hai bên gia đình thông gia, tại bà ngoại còn một mình, thì ra sống chung với ông bà nội, sống chung với bố mẹ, lớn lên với lại ba thế hệ trong gia đình. Dạ. Còn học sinh là ở trong trường, tức là đa số là người Việt rồi, nhưng mà dạ, có vâng, người Tây. Toàn là người Việt. Không có, người Tây. Có một vài người lai Tây thôi. Và wow. Sinh hoạt thì trong trường có bắt nói tiếng Pháp không, hay là vâng, ở trong trường không bắt ạ, nhưng mà hầu hết ai cũng nói tiếng Pháp. Anh thấy cũng giống như trẻ con em chúng ta bên này bây giờ đó. Vâng. Là tụi nó đâu có ở trong trường thì đâu có ai bắt nó nói tiếng Anh, mình chỉ bắt nó nói tiếng Việt thì cả hết. Đó là coi như là chị học từ làm băng tre cho đến trung học là vâng, chỉ có lên đại học là mới chuyển vâng, sang tiếng Việt. Lên tới trung học thôi, hết trung học thôi. Vâng. Khi mà chị tiếp xúc với lại cái người Việt ở ngoài, khi mà đi làm hoặc là gì, chị có nhận thấy sự khác biệt của chị? Nói ra cái này thì cũng hơi tế nhị, nhưng mà quả tình tôi thấy khác biệt khá nhiều, cái cách suy nghĩ khác biệt nhiều lắm. Mình có cái giáo dục của phương Tây như thế thì cho mình cái sự tự phóng khoáng hơn, tự do hơn, thẳng thắn hơn, nhất là thẳng thắn. Đối với văn hóa Việt Nam thì một người phụ nữ mà thẳng thắn là một cái điều khó được chấp nhận. Cho nên ba tôi cũng dạy kỹ lắm, ba tôi nói là con phải cẩn thận cái điều đó. Tại vì sẽ có lúc con sẽ phải chọn lựa giữa là để được người ta thương yêu chấp nhận hơn là được người ta nể phục. Mời quý vị đón xem phần 2 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy, sẽ được phát hình vào tối thứ 6 ngày 25 tháng 10, 2024.